Thưa quý vị, từ ngày 30 tháng 9 đến nay, hàng ngàn người dân Kiên Giang đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận về quê bằng phương tiện xe gắn máy. Đặc biệt, từ chiều tối ngày hôm qua 2 tháng 10 và rạng sáng hôm nay ngày 3 tháng 10, gần 5.400 người dân ồ ạt trở về, làm cho tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý các tình huống. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang được huy động kịp thời, phân luồng, phối hợp với các huyện thành phố đưa người dân về cách ly theo quy định. Từ chiều tối ngày 2 tháng 10 và rạng sáng ngày 3 tháng 10, có khoảng 5.400 người dân tự phát đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đổ về tỉnh theo các hướng từ huyện Tân Hiệp giáp ranh với thành phố Cần Thơ và huyện Gò Quao giáp ranh với tỉnh Hậu Giang và ùn ứ tại các chốt kiểm soát. Hầu hết người dân đều có quê quán ở các huyện thành phố trong tỉnh và đang sinh sống làm việc xa quê. Cuộc sống đa phần đều khó khăn. Họ phải nghỉ việc mấy tháng qua do dịch bệnh, cuộc sống ngày càng khó khăn. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại với người dân, mong mọi người bình tĩnh, đồng thời tổ chức lập danh sách, test nhanh sàng lọc COVID-19 và bố trí phương tiện đưa người dân trở về địa phương cách ly theo quy định. Nhưng do trong thời gian ngắn, số lượng người dân ồ ạt về quá lớn, có lúc nhiều đoàn gần 700 đến 800 người đã gây ách tắc khu vực tập trung. Các địa phương đã bố trí điểm tiếp nhận để người dân tạm thời có chỗ tạm trú, đồng thời tổ chức chăm lo ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các điểm tiếp nhận, đặc biệt quan tâm đến trẻ em, phụ nữ có thai. Đối với bà con ở các tỉnh khác, Kiên Giang vẫn bố trí xe vận chuyển, cản người và xe gắn máy đến địa phận giáp biên với tỉnh đó để các tỉnh tiếp nhận. Đối với người dân ở trong tỉnh thì phân luồng đưa về các địa phương. Hiện nay, việc phối hợp đã được tổ chức chặt chẽ hơn. Đến thời điểm này, đã có hướng dẫn cụ thể, các huyện cũng đã thực hiện theo quy định y tế rất chặt chẽ và kiểm soát tốt.